Chào các bạn. Trong video này mình muốn trao đổi về vấn đề mối quan hệ giữa tâm linh và tiền bạc. Thì đây là một vấn đề mà khá là nhiều người có đặt câu hỏi và muốn tham khảo xem là quan điểm của mình về vấn đề này như thế nào. Thì mình làm video này để có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về quan điểm của mình. Và hy vọng rằng là nó có thể đóng góp vào những cái góc nhìn, những cái khía cạnh mà các bạn có thể là cân nhắc khi mà đặt lên bàn cân hai cái yếu tố này, hoặc là đang có ý định đặt chúng cùng vào một vị trí, một nơi nào đó, như là một cái lĩnh vực kinh doanh hay là tham gia vào một cái tổ chức mà nó có liên quan đến hai vấn đề này. Thì có ba vấn đề mà mình muốn trao đổi liên quan đến cái chủ đề này. Thứ nhất đó là tâm linh và tiền bạc có thể là hai yếu tố như là một đôi cánh của một con chim vậy, thúc đẩy quá trình tiến hóa của mỗi cá nhân. Tức là nó có thể là một cái sự kết hợp rất là tích cực. Ví dụ như là khi mà chúng ta đạt được thành công về tiền bạc, chúng ta đạt được những cái điều kiện vật chất, cuộc sống vật chất rất là thoải mái, đủ đầy, thậm chí là thừa thãi. Nhưng mà chúng ta có thể là luôn luôn cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, thiếu đi một cái điều gì đó chân thực, không được là chính mình. Hoặc là chúng ta vẫn luôn luôn khát khao tìm kiếm sự thật nằm ngoài thế giới vật chất này. Và khi đó thì cái yếu tố tâm linh nó sẽ giúp bổ sung những cái gì mà chúng ta cảm thấy thiếu đó ở trong cuộc sống vật chất. Bởi vì khi mà thực hành tâm linh, bất kể là hình thức nào, thì một phần nào đó chúng ta sẽ cảm thấy như mình được kết nối với phần tâm hồn trong mình. Mình kết nối với một cái phần nào đó mà nó không chỉ là đơn thuần là thế giới vật chất, là cơm áo gạo tiền, là những mối quan hệ, rồi những cái khuôn khổ trong xã hội, mà chúng ta sẽ cảm thấy như là mình vượt ra ngoài được những cái giới hạn đó một chút. Mà vì thế chúng ta cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Và có thể là những cái phương pháp thực hành tâm linh giúp cho chúng ta nhìn thấy được ý nghĩa trong công việc mình làm, ý nghĩa trong những mối quan hệ, và có một cái niềm tin ở tương lai, ở những gì nằm ngoài cuộc sống vật chất, thậm chí là nằm ngoài kiếp người này. Thế thì vì thế mà tâm linh nó bổ trợ và làm cho cuộc sống trở nên trọn vẹn, hài hòa hơn nếu như mà cuộc sống vật chất của chúng ta khá là ổn rồi. Và ngược lại thì trừ những người mà thực sự đi sâu vào con đường thực hành tâm linh, ví dụ như là lên chùa đi tu, hoặc là sống một cuộc đời rất là thanh tịnh ở một vùng núi, vùng ngoại ô mà chúng ta tách biệt khỏi xã hội chẳng hạn, thì trừ những người đó ra thì đa phần những người hiện đại chúng ta khi mà đang sống trong nền văn minh nhân loại, sống giữa xã hội, giữa cộng đồng, thì việc thực hành tâm linh sẽ chưa thể nào nuôi sống chúng ta và chưa thể nào giúp chúng ta có thể sống giữa cuộc đời, giữa xã hội loài người được. Mà vì thế cho nên dù là tu tập, dù là có những cái việc đi sâu vào thực hành tâm linh, nhưng thường là chúng ta vẫn cứ phải có một cái công ăn việc làm, đúng không ạ? Để chúng ta có thể tự nuôi sống cho chính mình, để không làm một cái gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Và vì thế là chúng ta vẫn có dành thời gian, rồi là những cái nỗ lực để kinh doanh, để làm việc, để kiếm tiền, để trang trải cuộc sống cho chính bản thân mình, và có thể là cho gia đình, cho con cái. Thế thì bởi vậy mà khi mà một người đã tìm đến tâm linh, đến thực hành tâm linh, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng sự cân bằng giữa hai yếu tố này có thể là nó không hoàn toàn bằng nhau hoàn toàn. Có thể chúng ta ưu tiên về tâm linh hơn, có thể chúng ta ưu tiên về kinh doanh hơn, thì nó tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh cũng như là cái giai đoạn mà của cái chặng đường mà chúng ta đang đi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự kết hợp giữa hai yếu tố này nó lại là một cái sự cộng hưởng tích cực, giúp cho mỗi người có khả năng, có thể tiến hóa một cách thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, và tìm thấy sự trọn vẹn, an yên cho cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Cho nên là
ở cái nội dung thứ nhất mà mình đưa ra này thì mình thấy rằng nó có thể là một cái sự kết hợp rất tích cực. Và một người sống giữa thế giới hiện đại thì sẽ luôn cần có cả hai yếu tố. Tuy nhiên là mình muốn nêu ra vấn đề thứ hai mà liên quan đến chủ đề về mối quan hệ giữa tâm linh và tiền bạc này. Đó là khi cộng hưởng hai yếu tố tài chính, tiền bạc và tâm linh với nhau, nó sẽ thường trở thành một cái lực cộng hưởng đẩy bản ngã của chúng ta lên cao. Vì sao lại thế? Thì khi mà một người thành công về mặt tài chính không thôi ạ, thì có thể là ở họ rất là tự tin về mặt thành công, danh vọng, về địa vị xã hội, vân vân. Thế nhưng mà cái người mà vừa có một cái sự đủ đầy về mặt tài chính lại có một chút hiểu biết về tâm linh, hoặc có một số trải nghiệm về tâm linh, thì họ lại càng cảm thấy tự hào hơn, bởi vì họ thấy rằng là mình đã đạt được một cái sự trọn vẹn, an yên nhất định, đã đạt được một sự hạnh phúc, một sự đủ đầy, mình không có thiếu thốn gì này, mình thành công trong công việc, rồi là có đầy đủ những cái điều kiện về vật chất, mà mình lại còn có thêm cả những kiến thức về tâm linh, mình lại là một người thấu hiểu, biết về nhiều vấn đề, thậm chí là còn nhìn thấy cả những cái bản ngã của mình và kiểm soát bản ngã của mình. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có khá là đầy đủ những cái yếu tố này, thì có một cái sự nhẹ nhẹ nào đó ở trong chúng ta, đó là chúng ta rất là tự tin. Cái đấy gọi là bản ngã tâm linh. Khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã tiến hóa, chúng ta đã tỉnh thức, chúng ta đã đạt được những gì mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này, đó là tài chính, tiền bạc, chồng con ổn định, rồi lại còn tâm linh, yếu tố tâm linh nữa, tỉnh thức. Nên là vào cái thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tất cả đó, thì bản ngã thường bị thổi phồng, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn người khác. Và thường thì ở cái trạng thái thổi phồng của bản ngã này, thì mặc dù chúng ta cũng có một cái sự kiểm soát tốt nhất định đối với cách hành xử, cách suy nghĩ, nói năng, hay là có khả năng kiểm soát một phần đó ở bản ngã của mình, nhưng chúng ta thường không nhìn thấy những cái dấu hiệu rất nhỏ, rất ẩn khuất, rất len lỏi của bản ngã. Đó là chúng ta muốn giúp đỡ người khác để đạt được những gì như chúng ta đang đạt được, đó là sự thành công về tài chính và sự tỉnh thức về mặt tâm linh. Thế thì trong cái sự mong muốn giúp đỡ mọi người đó, nó có một cái khía cạnh nhỏ nào đó mà chúng ta cần phải hết sức để ý. Đó là chúng ta thấy rằng chúng ta hơn mọi người, chúng ta tỉnh thức hơn mọi người, nên chúng ta mới mong muốn là họ nên như mình, họ cần phải trở thành một khuôn mẫu như mình. Và tất nhiên là cái sự mong muốn giúp đỡ mọi người thì nó cũng là một cái xuất phát điểm tự nhiên, một cái điều mong muốn tự nhiên, có thể là xuất phát từ lòng từ bi, có thể là xuất phát từ thực sự là trái tim nhân hậu của mỗi người. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải để ý cái khía cạnh nho nhỏ mà có thể là bản ngã của chúng ta đang cho rằng mình hơn mọi người, mình tỉnh thức hơn, mình đạt được nhiều thứ hơn, và vì thế mình có thể là đưa đến cho họ cái cách thức, cái con đường mà họ có thể trở nên như mình. Và vì thế mình có thể là sẽ thiết lập ra một số cái loại hình kinh doanh và họ mời họ tham gia, và nhân tiện là mình cũng có lợi trong đó một chút, ví dụ như vậy. Hoặc là khi mà mình nghĩ rằng là mình là một người tỉnh thức, mình là một người cũng đã có đầy đủ những cái điều kiện về vật chất, thế thì khi mà mình nhìn thấy một người có thể là vất vả về mặt tài chính, hoặc có thể là họ không được tỉnh thức cho lắm, họ cư xử không được ổn, họ không có hiểu được những cái nhiều cái vấn đề về tâm linh, hay là không có hiểu được người khác, rồi cư xử rất chi là tổn thương đến người khác, thì chúng ta thường có xu hướng đánh giá, chúng ta nghĩ rằng là họ thực sự là chưa tỉnh thức, họ sao lại không nhận thức được cái vấn đề như thế này, sao họ không biết cách cư xử, sao họ lại có thể làm tổn thương một người khác như thế, vân vân. Thì cái sự đánh giá người khác thì vô tình, thực ra cũng không vô tình lắm, mà nó là một cái sự đánh giá đó là cái cách mà bản ngã đẩy mình lên cao.
để mình lên ở vị trí rằng là mình tỉnh thức hơn người, mình đạt được nhiều thứ hơn người, mình là hình mẫu mà người khác cần phải noi theo. Và vì thế mình đánh giá người khác. Nhưng mà trong cái sự đánh giá đó, thực ra sự đánh giá đó làm cho chúng ta khép chặt trái tim mình lại, và mình lại bị cuốn vào những cái dòng suy nghĩ của bản ngã này. Và thực ra là trong cái mức độ tỉnh thức đó, mức độ hài hòa đạt được mọi thứ đó, chúng ta chưa có một lòng từ bi và thấu hiểu, mà chúng ta mới chỉ đang cuốn vào bản ngã tâm linh của mình mà thôi. Thế thì cái vấn đề này thì mình mong rằng mỗi người sẽ phải cố gắng hết sức là tự quan sát mình, tự lùi lại một bước. Nếu như mà chúng ta tự nhận thấy là mình vừa mới có một cái suy nghĩ đánh giá người khác, hoặc là mình có một cái mong muốn là mình, vì là mình nghĩ rằng mình đạt được nhiều thứ hơn mọi người, mình tỉnh thức hơn mọi người, nên mình mong muốn là họ cần trở nên như mình, và mình muốn vẽ ra cho họ một con đường để trở nên như mình, thì đó là những suy nghĩ của bản ngã mà chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo để nhận ra. Và chính những cái suy nghĩ rất là vi tế này của bản ngã, nó giữ chúng ta lại ở trong cái tầng nhận thức đó mà không tiếp tục tiến hóa được nữa. Và chúng ta cần phải thực sự quan sát mình, thành thật với chính mình, tự vấn chính mình, để có thể phản bác được những cái niềm tin, những cái dòng suy nghĩ, những cái dòng cảm xúc mà mình đang bị cuốn theo này, để bước ra khỏi nó và tiếp tục tiến hóa. Lùi lại một bước để nghĩ rằng là mình, thực ra mình có thể là mình hơn họ ở một điểm này, hơn họ ở một điểm kia, nhưng có rất nhiều điều mà mình có thể học hỏi được từ người khác, và mình cũng chưa phải là một hình mẫu để mà người khác phải noi theo. Và thực ra là cái hình mẫu đó, nó có phải là thứ mà người khác cần, có phải là thứ sẽ đảm bảo đem đến hạnh phúc trọn vẹn, an yên cho người khác hay không, chúng ta chưa biết đâu. Bởi vậy chúng ta hãy tập trung vào con đường của mình, và cái sự mong muốn giúp đỡ mọi người, hãy để cho nó là một cái mong muốn hoàn toàn tự nhiên, cho đi vô điều kiện, thay vì là xuất phát từ một cái sự đánh giá và một cái sự mong muốn giúp đỡ người khác để nhận lại một cái điều gì đó cho bản thân mình. Thì cái vấn đề thứ ba mà mình muốn nói đến liên quan đến cái mối quan hệ giữa tâm linh và tiền bạc ạ, thì cũng khá là liên quan đến cái vấn đề thứ hai mà mình vừa chỉ ra, đó là bởi vì tâm linh và tiền bạc là hai yếu tố mà mỗi con người trong xã hội hiện đại này, nếu chúng ta vẫn đang sống giữa thế giới, giữa nền văn minh nhân loại, thì đây là hai yếu tố mà chúng ta khát khao nhiều nhất, khát khao cháy bỏng nhất. Còn một yếu tố nữa, đó là tìm kiếm nửa kia của bản thân mình, nửa kia của cuộc đời, thì chúng ta sẽ bàn đến sau. Thì yếu tố tiền bạc và tâm linh là hai yếu tố mà chúng ta mỗi người đều rất khát khao. Và vì thế khi mà, đặc biệt là khi mà hai yếu tố này kết hợp làm một, ví dụ thành một cái lĩnh vực kinh doanh, hoặc thành một cái phương pháp, một cái con đường mà ai đó chỉ ra cho chúng ta rằng chúng ta nếu đi theo, chúng ta sẽ đạt được cả hai yếu tố. Chúng ta sẽ thành công về tài chính, sẽ đạt được mức thu nhập như thế này, và chúng ta sẽ tỉnh thức về tâm linh. Thì khi đó bản ngã của chúng ta sẽ bị hít rất mạnh, bị hít, tức là bị choáng ngợp, bị giật mình sung sướng là chúng ta đã tìm ra con đường để đạt được cả hai yếu tố mà chúng ta khát khao này. Và vì thế mà chúng ta thường dễ bị lợi dụng. Có thể là người ta không thực sự chủ động muốn lợi dụng mình, nhưng có thể những người mà người ta cũng đang bị lún sâu trong cái bản ngã tâm linh, và họ nghĩ rằng đây là con đường tốt nhất, đây là cái cách thức tốt nhất để giúp chúng ta đạt được cái thành công về tài chính này, hay là đạt được cái mức độ tỉnh thức như thế này, những kiến thức về tâm linh như thế này. Thì khi mà chúng ta nghe thấy những cái thông tin này, thì bản ngã của chúng ta thường sẽ ngay lập tức bám víu lấy và nghĩ rằng đây là con đường, đây là cách thức duy nhất để đạt được thành công, đạt được những gì mà mình khát khao tìm kiếm, đó là hạnh phúc an yên trọn vẹn, cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Và vậy là đây là phía cuối con đường của mình rồi, mình chỉ có việc đi theo thôi, không cần phải tìm kiếm đâu xa nữa. Thế thì
nó cũng xuất phát từ cái bản ngã, khát khao và tham vọng của bản ngã. Và chúng ta sẽ cần phải hết sức tỉnh táo. Không có một con đường nào là con đường rút ngắn cả. Và không có một ai ở ngoài kia có thể hứa hẹn và đảm bảo cho chúng ta rằng ngày mai, ngày kia, năm sau, 5 năm nữa, 10 năm nữa, chúng ta sẽ đạt được mức thu nhập này và sẽ đạt được mức độ tỉnh thức này. Hay là ở đây, mà tất cả sẽ đều phải là từng bước nỗ lực của mỗi người. Và nó là con đường và hành trình của mỗi người. Và tất nhiên chúng ta có thể tham khảo rất nhiều con đường, rất nhiều phương pháp. Và chúng ta có thể cảm nhận xem là cái phương pháp nào, con đường nào nó phù hợp với mình, nó áp dụng vào cuộc sống của mình ra làm sao. Nhưng sẽ không có một con đường và một phương pháp rút ngắn nào có thể giúp bạn đến được một cái đích cố định và xác định trước. Và không có ai có thể đảm bảo được rằng bạn sẽ đạt đến đó sau một thời gian nhất định nào đó. Thì chúng ta sẽ phải tỉnh táo để lắng nghe, để suy nghĩ, để phán đoán, thay vì là cuốn theo những cái tham vọng, những cái sự mừng rỡ vội vã của bản ngã khi mà nghe thấy cái phương pháp, cách thức nào đó để nhanh chóng đạt được, mà lại còn có một cái sự hứa hẹn rằng là sẽ đạt đến mức này mức kia. Thì chúng ta sẽ cần phải hết sức tỉnh táo, điềm tĩnh lại, lùi lại một bước để nhận ra rằng có phải là bản ngã của mình đang kỳ vọng rằng có một ai đó, một con đường nào đó cứu rỗi mình, đem đến cho mình cái bức tranh mà mình đã từng mơ, cái cột mốc mà mình đã từng mong đạt đến. Thì chúng ta sẽ phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo và lùi lại một bước để bước ra khỏi sự kiểm soát của bản ngã của mình trước, rồi hẳn suy nghĩ và quyết định. Và thực ra thì quyết định như thế nào thì nó cũng sẽ là cái con đường mà có lẽ là phù hợp với bạn vào thời điểm này, vào lúc này mà thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ, nếu như chọn con đường mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đưa đến một cái kết quả xác định trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta cũng phải xác định tinh thần là nó có rất có thể sẽ không đạt được như vậy. Không ai có thể đảm bảo cho chúng ta cả. Và khi mà đi theo một con đường duy nhất được vạch ra và nghĩ rằng mình sẽ đạt được một mức này, mức kia của tiền tài, của tỉnh thức, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những phương án khác. Và vì thế gói hẹp cái niềm tin, cái tầm nhìn của mình vào một con đường. Và có thể là sau này chúng ta sẽ lại mất rất nhiều thời gian để lại đi tìm kiếm, để lại đi học hỏi ở rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều khía cạnh mà chúng ta đã gạt đi, mà chỉ tập trung vào một thứ đó, vào cái lúc đó. Thế thì mình mong rằng video này có thể giúp cho các bạn có được một cái cách nhìn mới, cũng có thể là không mới, nhưng một cách nhìn gọi là review lại hoặc là nhìn nhận lại một chút cũng được. Thì để có thể là tỉnh táo hơn, bước đi trên con đường của mình, và làm sao để có thể biến tài chính và thực hành tâm linh thành những công cụ để giúp cho quá trình tiến hóa của bản thân mình, tiến hóa để trở thành một con người tỉnh táo hơn ở mọi thời khắc, mọi khoảnh khắc của cuộc sống, sống một cách ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn, hài hòa hơn, an yên hơn trong chính mình, và trở thành một người biết yêu thương, biết chia sẻ, biết rộng mở tâm hồn với những người xung quanh mình, và đóng góp vào sự tiến hóa chung của nhân loại, và tạo nên một xã hội an lành, từ bi và đầy yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến với mọi người.